hơn 40.000 lượt thích sau 8 tập phim phát sóng. Con số ấn tượng này đến từ fanpage của một bộ phim đang phát sóng trên VTV1, Ngược chiều nước mắt. Những hình ảnh, thông tin hậu trường và các bài báo viết về phim đều được khán giả hào hứng đón nhận trên fanpage này. Trong đó thì bài đăng thu hút nhất là clip giới thiệu tập tiếp theo. Chỉ sau vài giờ, các clip này đã thu hút vài chục nghìn lượt xem. Quý vị hãy nhớ địa chỉ fanpage Ngược chiều nước mắt và tiếp tục theo dõi bộ phim phát sóng vào lúc 20 giờ 45 phút thứ năm, thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV1. Rất nhiều khán giả yêu nước Nga đang chờ đón những chương trình mới sắp lên sóng. Câu trả lời sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Fanpage VTV kết nối giới thiệu bộ phim tài liệu Ánh sáng tháng 10 sẽ phát sóng trên kênh VTV1. Được ghi hình tại 3 nước Nga, Phần Lan và Đức, ekip sản xuất đã tới nhiều bảo tàng gặp gỡ các nhà nghiên cứu để mang tới những câu chuyện, những góc nhìn đa chiều về sự kiện đã làm rung chuyển thế kỷ 20. Cũng trên fanpage VTV kết nối, 10 ngày rung chuyển thế giới là chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào ngày 5 tháng 11. Ekip sản xuất đã tới một số thành phố của Nga như Moscow, St. Petersburg và Ulyanov để ghi hình phóng sự linh kiện và 7 MV ca nhạc với những ca khúc được nhiều khán giả Việt Nam yêu thích: Đan Xếu, Đại Bàng Con, Chiều Hải Cảng, Ngay Chiến Thắng, Phía Xa Bên Kia Sông, Chiều Moscow và